Theo cam kết với Bộ Giao thông Vận tải, nhà thầu thi công công trường cao tốc Phan Thiết Dầu Dây đã huy động bổ sung thêm nhiều mũi thi công để hoàn thành dự án đúng tiến độ. Mới đây, tỉnh Bình Thuận đã thông tin cao tốc Phan Thiết Dầu Dây sẽ thông xe kỹ thuật vào cuối năm 2022, kéo gần thành phố Hồ Chí Minh, Kê Gà, Phan Thiết. Với những tuyến giao thông đang hiện hữu, quãng đường di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kê Gà khoảng hơn 3 giờ và Phan Thiết hơn 4 giờ. Do bất tiện trong quá trình di chuyển, dù được đánh giá là vùng biển đẹp bậc nhất trong dải biển phía Nam, nắng ấm quanh năm, nhiều danh thắng trong những năm qua, Kê Gà, Phan Thiết chưa tận dụng triệt để khách du lịch nội địa. Tuy nhiên, trên thực tế, nơi đây vẫn nằm trong top địa phương thu hút khách quốc tế nhiều nhất Việt Nam. Trước mắt, trong năm 2022, cao tốc hoàn thành đã kéo gần tối đa khoảng cách di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh đến Kê Gà khoảng 2 giờ và Phan Thiết khoảng 2,5 giờ. Thời gian này tương đương hoặc ngắn hơn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu. Đại diện ban điều hành dự án cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cho biết, tính đến nay, giá trị sản lượng đạt 57,78% giá trị hợp đồng, cơ bản đáp ứng tiến độ theo kế hoạch điều chỉnh. Hầu hết các nhà thầu cố gắng tranh thủ thi công ngay khi điều kiện cho phép để tăng ca, kíp, tập trung triển khai thi công đối với các hạng mục ít bị ảnh hưởng của điều kiện thời tiết như nút giải phân cách, hệ thống an toàn giao thông. Tuy nhiên, từ đầu tháng 9 đến nay, mưa trung bình 20 ngày làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công. Ban điều hành chia sẻ, với thời tiết không thuận lợi những ngày qua, tiến độ di dời đường điện chưa xong, cộng thêm giá cả vật liệu chính tăng cao, ảnh hưởng đến tài chính của nhà thầu. Đây là nỗi lo ngại tiềm ẩn nguy cơ lỡ nhịp hoàn thành tiến độ thông xe kỹ thuật vào tháng 12/2022. Cao tốc Phan Thiết Dầu Dây có chiều dài hơn 99 km, đi qua hai tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai,